Sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an huyện Phú Giáo được khen thưởng đột xuất vì đã có thành tích trong khám phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 30 tháng 3 vừa qua. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã biểu dương nỗ lực khoanh vùng, xác minh và thu thập chứng cứ của các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án giết người nghiêm trọng. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tặng thưởng số tiền 20 triệu đồng, giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc nhằm động viên, khích lệ tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án. Vụ án mạng cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 30 tháng 3 tại ấp 1A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo. Nạn nhân là nữ, sinh năm 1949, ngụ tại xã Phước Hòa. Sau khi nhận được tin báo, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh đã nhanh chóng xác định được Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 2000, ngụ xã Phước Hòa, là người thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản và bị bắt giữ ngay sau đó.